Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Xenofit. Hôm nay em muốn review một cái mẫu xe cho tất cả các chị em phụ nữ muốn đi xe thể thao mà vẫn mặc được váy đi làm. Thì hôm nay trước mặt các anh chị đây em có mẫu mô đồ thể thao, mẫu này thì hàng của Cali. Hiện tại cái shop thì vẫn là có rất là nhiều màu, như là màu xanh, màu đen và màu trắng. Thì màu kem thì các anh chị nào có nhu cầu để màu sắc thì có thể liên qua cái shop xem trực tiếp. Cũng nhân tiện đây thì em review tất cả cái cấu hình như là cái chức năng của nó cho các anh chị. Đầu tiên cái gióng khung này thì được trang bị cái gióng khung nó được uốn cong nên là rất là thích hợp cho các chị em mặc váy đi đạp hoặc là đi làm. Đấy, cái gióng khung này thì nó đang chiếm điểm 10 của cái gióng khung này cho tất cả các chị em phụ nữ rồi. Cái thứ hai nữa là cái chiếc xe này được trang bị là chiếc xe địa hình. Đấy, chiếc xe địa hình mình cũng có thể đi tập thể dục, đi phượt, đi leo núi được vì nó được trang bị bánh rất là to các chị nhá. Cặp bánh 26x1.95. Đấy. Thứ ba nữa là cái ghi đông của xe. Ghi đông của xe thì được trang bị ghi đông nó hình cung nên là mình ngồi nó rất là thẳng lưng, rất là đẹp cho cái chiếc xe này các chị nhá. Đấy. Còn về bộ chuyển động thì hầu hết cái linh phụ kiện của xe này cũng khá là ổn cho cái thương hiệu của Cali này. Bộ chuyển động thì được trang bị cái tay đề bấm xả của Shimano 21 tốc các anh chị nhá. Là bộ tay đề bấm xả. Phanh thì được trang bị là phanh đĩa cơ trước và sau. Phanh đĩa cơ trước và sau. Đấy. Fork được trang bị là fork có giảm sóc. Đấy, có khóa mở hành trình. Khóa mở fork. Fork lò xo các anh chị nhá. Fork này cũng khá là êm các anh chị ạ. Fork khá là êm. Bản lốp này thì được trang bị là bản lốp của Kenda, đi nó rất là bền anh chị ạ. Bản lốp của Kenda trước và sau đi nó rất là bền. Bánh 26. Còn vành xe thì hầu hết bây giờ được trang bị là vành hợp kim nhôm, vành nhôm hai lớp hết các anh chị nhá. Căm tròn. Cái đặc điểm cuối cùng nữa em muốn nói cho anh chị đó chính là cái chiếc xe này thì hầu hết là ổ trục giữa Mayer trước và Mayer sau là được chạy bi bạc đạn. Nhiều người mong ước. Đấy. Ổ bi bạc đạn các anh chị nhá, mình có thể nhìn mắt ngoài được. Đấy, cái vòng bi bạc đạn nó quay rất là trớn anh chị, quay rất là trớn. Về cấu hình lốp trước sau thì đùi đĩa này cũng khá là cao. Đùi đĩa này thì được trang bị ở đùi đĩa của Brogel này, cũng khá là bền các anh chị nhá. Đùi đĩa nhôm này, gạt đĩa và cù đề được trang bị là Shimano Tuley TZ các anh chị ạ. Shimano Tuley TZ xích clip này. Lip được trang bị là lip vặn 7 tầng anh chị nhá. Lip vặn 7 tầng. Lên số xuống số cho cụ đề sau này nó rất là mượt. Và chiếc xe này thì giá nó lại tầm trung chỉ hơn 4 triệu đồng thôi. Anh chị sở hữu được cái chiếc xe này đi nó rất là bền. Khung này thì cũng được trang bị là khung hợp kim nhôm nên là như rất là bền anh chị. Dây được sửa hết nên là nó tinh tế. Nếu anh chị nào mà đang muốn nhu cầu mua xe thể thao mặc được váy đi làm đi chơi đi học thì có thể liên hệ ngay qua số hotline 0964 506 hoặc 0936 307 317 được bên em tư vấn cho anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này.